chào các bạn. Có một số bạn có đặt cái câu hỏi là làm thế nào mà mình tìm ra được cái dòng đi ngang qua bên cái nguồn sung flyback ở bên sơ cấp và bên thứ cấp. Thì cái câu hỏi rất là hay và mình nghĩ nó cũng tương đối cũng rất là phức tạp. Ngày hôm nay mình cũng đã mất rất là nhiều thời gian để mà mình soạn ra cái bài này, và mình cũng muốn chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể học hỏi. Thì mình thấy đây là một cái tài liệu rất là quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu nghiên cứu về nguồn sung. Thì ở dưới đây mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là mình có một cái mạch nguồn sung flyback. Cái nguồn vào của mình là mình dùng một cái nguồn DC là 300V, thì nó là tương ứng với cái nguồn 220V AC ở Việt Nam. Mình chuyển qua một cái cầu diode và sau khi qua những con tụ điện thì nó ra khoảng 300-310V. Ở đây mình dùng 300V cho nó chẳng. Và bên ngoài của mình thì mình sẽ có một cái nguồn điện áp ra. Cái nguồn điện áp ra này là 12V, mình nhân cho một cái dòng tải là 2A. Tức có nghĩa là mình sẽ được khoảng một cái công suất là 12V nhân cho 2A là 24W. Thì trong cái bài này mình đã chọn cho nó chạy ở trong cái dạng dòng liên tục để chúng ta sẽ tính toán nó trong dạng dòng liên tục. Như các bạn đã biết trong những cái bài trước đó, thì nguồn sung flyback có chạy trong hai cái dạng khác nhau, một là dạng dòng liên tục, hai là cái dạng dòng không liên tục. Trong hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn trong cái dạng được gọi là dòng liên tục. Và mình đã chọn cái giá trị của cái độ cảm cho cái con biến áp xung của mình. Cái giá trị của nó ở đây sẽ là 2700 microhenry hoặc là 2,7 millihenry. Các bạn thấy mình để nó ở trong này. Và một cái điểm nữa đó là mình chọn cái tỷ lệ giữa cái vòng dây quấn bên sơ cấp so với thứ cấp là 1 chia cho 0,125. Tức có nghĩa là 1/8, nghĩa là nếu mà các bạn có 100 vòng ở bên dây sơ cấp thì các bạn sẽ quấn 8 vòng ở bên dây thứ cấp để chúng ta sẽ ra được một cái nguồn là 12V DC. Và chúng ta sẽ có một cái chu kỳ là khoảng 0,25. Bây giờ mình sẽ đo một vài điểm để các bạn thấy những cái gì mình nói sẽ như thế nào. Mình đã cho cái bài này nó chạy rồi, thì bây giờ mình sẽ đo cái chu kỳ xung đưa ra đây. Đây là cái chu kỳ xung, nó sẽ tạo ra cái tín hiệu xung ở đây, và các bạn thấy đây là cái tín hiệu xung của mình. Và bây giờ trước hết mình sẽ đo cái tần số xung của nó. Mình đã thiết kế cho cái con điện trở và cái con tụ điện này ở đây, A7 và C4, để mình ra được một cái tần số xung là khoảng chừng 70.000 Hz. Thì ở đây mình đo thử trước coi nó có phải ra được khoảng 70.000 Hz không. Tần số xung là mình đo, mình được gọi là frequency ở bên tiếng Anh. Các bạn thấy ở đây nó ra cho mình là 50,39 kHz, coi như là khoảng gần như là mình đã muốn sử dụng. Và cái thứ hai là mình thử đo coi cái chu kỳ mở của con phép mình là bao nhiêu. Hồi nãy mình nói với các bạn là khoảng 0,25. Bây giờ mình sẵn ở đây thì mình sẽ đo cái chu kỳ xung luôn. Thì các bạn cũng vào giống như vậy và các bạn nhấn vào cái nút là duty cycle thì chúng ta sẽ đo được cái chu kỳ xung của nó. Các bạn thấy ở đây mình ra là khoảng 25,6, có nghĩa rất là gần giống như là những cái gì mình đã tính toán. Bây giờ hai cái điểm mà mình muốn coi là thứ nhất á, trước khi mình đi vào chi tiết á, là mình nói các bạn là cái nguồn ra của mình là một cái nguồn dòng một chiều, dòng điện DC 2A. Và cái nguồn vào của mình ở đây cũng gần giống như là một cái nguồn DC, tuy nhiên nó sẽ có những cái dạng dòng xung ở bên trong này, tùy theo cái mạch lọc của mình ở bên đây như thế nào. Ở bên đây cái mạch lọc này cũng tương đối yếu, do đó nó sẽ có một cái tần số, một cái dòng xung ở bên này. Và mình sẽ có một cái dòng điện trung bình, được gọi là dòng điện DC, tương ứng với cái dòng điện xung đó. Bên trong cái nguồn xung của mình thì cái dòng xung của nó sẽ rất là phức tạp. Vì đây là cái dạng tín hiệu xung, do đó cái dòng xung của nó sẽ đi lên ở một cái dạng giống như là một cái dạng hình thang.
Bây giờ mình sẽ coi cái dòng xung đi ngang qua con phát thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Mình sẽ co đo cái dòng điện ngang qua con phát. Đây các bạn thấy đây là một cái dạng dòng xung đi ngang qua cầu phát và nó có một cái dạng một cái hình tam giác. Các bạn thấy đây là cái dạng tam giác xung của nó. Bây giờ làm thế nào mình biết được là cái dạng của mình nó có cái hình dạng dòng liên tục? Thì các bạn thấy đây nó có cái dạng giống như là một cái dạng hình tam giác xung vậy, hình thang. Nhưng nếu mà nó là một cái dạng giống như dạng tam giác đó thì các bạn đã gần như đi vào cái trạng thái được gọi là dạng dòng không liên tục. Một cái điểm thứ hai đó là mình sẽ đo là mình đo cái dòng ở bên gì thứ cấp. Và khi mình đo cái dạng dòng mình đo ngang qua cái con diode này. Bây giờ mình sẽ cho cái hình này nó tách ra làm đôi để các bạn sẽ thấy nó dễ hơn. Ở đây mình sẽ cho cái đơn vị nó cao hơn để các bạn sẽ thấy. Đây các bạn thấy hình bên trên đó sẽ là cái dạng dòng đi ngang qua bên sơ cấp của mình. Và trong cái đó cái dạng hình bên dưới này mình cũng có dạng một cái dạng tam giác. Cái dịch này hình tam giác thang. Và nó sẽ rất là nhiều là lý do là vì ở bên cái nguồn bên tay trái của mình đó nguồn thứ cấp đó, nó là tới 2 ampere. Và các bạn thấy cái dòng của nó đỉnh nó lên rất là cao, lên tới trên 5 ampere luôn. Và cái dòng của nó tương đối rất là cao. Và đây là hai cái điểm mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể tự phân tích và các bạn có thể mô phỏng và các bạn chứng minh được rằng cái bài của mình làm nó ra đúng và những cái tính toán của mình nó sẽ ra đúng. Đây là cái dòng ở bên sơ cấp của mình, cái hình màu đỏ ở đây. Và trong cái đó cái dạng dòng của mình ở bên thứ cấp sẽ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần tính toán để mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để làm sao mình tính ra được cái dòng đó. Thì trước hết đó là các bạn phải nắm vững một số những cái vấn đề. Giả sử như bây giờ chúng ta có biết được đó là cái cho bạn này. Trở lại. Bây giờ trước hết đó là mình phải nắm vững cái phần đầu tiên mà mình nói đó là cái dạng công suất. Trước hết mình sẽ tính cái công suất ở bên ngoài của mình sẽ là như thế nào. Thì cái công dạng công suất của mình nó sẽ là cái phương trình của nó sẽ là B phở nha các bạn sẽ bằng V và các bạn nhân cho I, I là cái nguồn tải của mình. Như vậy thì các bạn thử coi đây như vậy mình sẽ ra là có phải là 12V không? Và mình nhân cho 1 cho 2A. Như vậy mình sẽ ra một cái công suất là 24W. Đó là cái phương trình đầu tiên mà mình phải nắm vững. Và một cái hệ số thứ nhì đó các bạn cần phải nắm vững đó là cái hệ số về cái hiệu suất cái hiệu quả của cái mạch điện của mình. Trung bình một cái nguồn xung flyback đó các bạn có thể làm ra được một cái hiệu suất mình ở trên bên tiếng Anh đó thì người ta hay dùng một cái danh từ được gọi là efficiency và người ta để viết tắt gọi là EFF là nó tượng trưng cho cái chữ effective hoặc là efficiency. Thì trung bình đó cái hiệu suất của cái nguồn xung của mình ở flyback đó, nó sẽ là khoảng 80%. Thì ở đây mình sẽ viết một con số là 0,8. Như vậy từ cái con số này đó các bạn sẽ lấy cái công suất ra cái công suất tải của mình người ta hay gọi là PO có nghĩa là P out out tức có nghĩa là bên ngoài tức nghĩa là cái nguồn công suất bên ngoài. Như vậy mình sẽ muốn tìm cái P in tức có nghĩa là mình muốn tìm cái P in tức có nghĩa là cái công suất bên trong cái nguồn của mình đó thì nó sẽ là P out các bạn chia cho cái hiệu suất của cái mạch của mình. Như vậy chúng ta sẽ lấy 24W và chúng ta sẽ chia cho 0,8. Như vậy giờ đây chúng ta sẽ ra được một cái công suất nguồn của mình là chúng ta sẽ phỏng đoán nó ra là khoảng chừng 30W dựa trên cái công thức này và rất là đơn giản. Tất cả những cái gì mình làm ở đây nó cũng chỉ là những cái bài toán cộng trừ nhân chia hoặc là lấy căn hoặc là bình phương. Gần như các bạn nào cũng có thể làm được cái bài này.
Bây giờ cái phần đầu tiên chúng ta đã biết được là cái công suất nguồn của mình đã ra là khoảng 30W. Bây giờ làm thế nào từ cái công suất nguồn này của mình mà mình tìm ra được cái dòng điện trung bình từ cái nguồn 300V của mình? Có phải cái nguồn của mình là 300V và mình đã biết được cái công suất nguồn và các bạn dùng cái công suất giống như bên trên này là P bằng V nhân I đó, thì các bạn tìm ra được cái công suất nguồn của mình đó, mình gọi là cái công suất cái dòng điện trung bình của mình đi ra sẽ là các bạn lấy P, B phở là cái nguồn đó, các bạn chia cho V. Như vậy mình biết là cái nguồn bên trong của mình là 30W, thì các bạn chia cho 300V. Ở đây là watt nha, còn ở đây là volt. Thì từ đó các bạn sẽ làm ra được cái bài toán là rất là đơn giản, đó là các bạn sẽ ra được nó là khoảng 0,1 ampere hoặc là 100 miliampere. Đó là cái nguồn vào của mình. Cái nguồn vào này là một cái nguồn DC, một cái nguồn trung bình. Bây giờ cái phần kế đến là các bạn sẽ đi tìm ra cái dòng điện được gọi là dòng điện áp đỉnh trung bình của mình. Các bạn thấy bên cái hình hồi nãy đó, thì mình trở lại cái hình hồi nãy. Các bạn thấy đây là cái điện áp của mình. Nếu đây là cái dạng hình tam giác thang, thì cái ở khoảng ngay cái điểm giữa này ở đây đó, đó là cái dạng điện áp đỉnh trung bình của nó. Giống như là các bạn đi lên một cái hình giống như hình chữ nhật vậy đó, các điện ngang qua đây, đó là cái điện áp trung bình của nó. Đây là cái mình sẽ dùng một cái công thức rất là đơn giản để các bạn tìm ra được cái dòng điện đó. Bây giờ mình sẽ gọi là đây là cái dòng điện được gọi là cái PK, tức có nghĩa là cái dòng điện áp đỉnh mà trung bình. Mình dùng chữ average có nghĩa là trung bình. Các bạn chỉ cần lấy cái điện áp IDC của mình hồi nãy, các bạn chia cho cái chu kỳ của mình. Cái chu kỳ mở của mình là 0,25. Như vậy thì từ cái 0,1 mà các bạn chia cho 0,25 là cái chu kỳ mở của con phép của mình, các bạn sẽ ra được cái dòng điện áp đỉnh trung bình là 400 mA hoặc là 0,4 ampere. Đó là chúng ta đã tìm ra được cái dòng điện áp đỉnh trung bình của mình. Các bạn thấy đây là cái dòng của mình ở đây như thế này. Như vậy cái dòng điện áp đỉnh đó là cái này, ngang qua đây. Nên chúng ta bỏ đi cái phần cái độ dốc đi và chúng ta lấy cái phần độ dốc đó, các bạn nếu mà chia ra làm hai, đó là cái dòng điện áp đỉnh mà mình đã tìm ở đây. Đây là một cái điểm rất là quan trọng, nó cho chúng ta biết cái giá trị đỉnh trung bình của cái dòng Divenser cup sẽ như thế nào. Và bây giờ bắt đầu từ cái điểm này, chúng ta sẽ tìm cái độ dốc. Độ dốc tức có nghĩa là cái độ các bạn thấy từ cái đỉnh thấp nhất cho tới cái đỉnh cao nhất, và chúng ta gọi cái phần này, chúng ta gọi nó là cái phần được gọi là delta I. Cái này cũng là cái sự khác biệt, cái sự chênh lệch của cái độ dốc của cái dòng điện đi ngang qua cái dòng điện sơ cấp đó. Giờ phần kế này chúng ta sẽ tìm ra cái độ dốc đó. Bây giờ để tìm ra được cái độ dốc đó thì các bạn sẽ dùng cái công thức cũng rất là đơn giản, mình đã phân tích ra cái công thức này cho các bạn hết. Công thức delta I, các bạn sẽ lấy cái phương trình là cái nguồn vào của mình là V in, các bạn nhân cho cái chu kỳ mở của cái mạch của mình, và chúng ta sẽ chia cho L. L là cái độ cảm của cái biến áp xung của mình, và chúng ta chia cho cái tần số xung. Như vậy từ đây chúng ta sẽ ra được là 300, chúng ta sẽ lấy 300 và chúng ta nhân cho 0,25, và chúng ta chia cho 2,7 mH. Và sau đó chúng ta sẽ nhân cho cái tổng số xung của mình là 50.000 Hz. Mình thấy đây mình sẽ ra. Như vậy thì từ đây mình sẽ ra được một cái đáp số cho cái dòng điện mà được gọi là dòng, cái độ gần dòng của mình đó, từ cái đỉnh này qua tới một cái đỉnh kia đó, chúng ta sẽ ra được là 555 mA. Đó là cái đỉnh. Như vậy chúng ta đã biết được cái dòng điện trung bình của mình là 400 mA, và chúng ta biết cái độ dốc của mình là cái độ dốc của cái gần dòng của mình là 555 mA.
thì các bạn sẽ tìm ra được cái điện áp đỉnh của mình rất là dễ dàng. Cái điện áp đỉnh của mình á, mình sẽ dùng một cái thông số là mình gọi là I, B phở và K. Cái chữ này nó lấy ra từ cái chữ peak nha các bạn. Các bạn PEAK, tức có nghĩa là cái dòng điện áp đỉnh cao nhất của các bạn đây. Và chúng ta sẽ ra có phải là các bạn chỉ cần lấy 400 mA là cái dòng trung bình. Và chúng ta cộng cho 555 và chia cho 2, tức là chúng ta lấy cái giá trị từ cái phân nửa của cái này lên tới cái đỉnh của nó. Và từ đó chúng ta sẽ ra được một cái giá trị là khoảng chừng 600 677 mA là chúng ta sẽ ra được cái dòng điện áp đỉnh đó. Như vậy các bạn thấy là sau những cái kết quả này, chúng ta đã tìm ra được cái dòng điện trung bình và chúng ta tìm được ra cái dòng điện áp đỉnh đi ngang qua đó. Và cuối cùng là một cái thông số nữa cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta tìm ra được cái dòng điện áp, được gọi là cái dòng điện áp hiệu dụng của nó là AMS. Các bạn đã thấy những cái thông số này rất là nhiều. Các bạn sẽ dựa trên một cái phương trình là các chúng ta lấy căn toàn bộ bên trong này hết. Và trước hết là chúng ta sẽ làm một cái bài toán là chúng ta sẽ lấy cái nguồn vào của mình, là chúng ta sẽ lấy 3 lần, 3 lần nhân cho cái dòng điện áp mà trung bình ở đây đó, là cái dòng điện áp IDC đó, cái dòng điện áp mà I peak average thì đúng hơn, là dòng điện áp trung bình đó, đỉnh đó. Và chúng ta sẽ nhân cái chỗ này với là bình phương. Sau đó chúng ta sẽ cộng cho cái độ gần dòng, chúng ta cũng bình phương nó luôn. Cái độ gần dòng chúng ta là delta I, và các bạn chia cho 2 thì chúng ta sẽ bình phương nó luôn. Sau khi chúng ta xong hết cái bài toán đó đó, chúng ta sẽ nhân cho cái chu kỳ và chúng ta sẽ chia cho 3 lần. Tất cả cái này nó nằm trong cái căn ở bên này của chúng ta. Như vậy cái bài toán của chúng ta sẽ là cái dòng hiệu dụng của chúng ta sẽ là IRMS. Chúng ta sẽ bằng căn của 3 và chúng ta sẽ nhân cho cái dòng điện áp trung bình là có phải là 0,4 không? Mình làm 0,4 bình phương và sau đó mình cộng cho 0,55 mình chia cho 2 và mình sẽ bình phương cái thông số này lên và cuối cùng thì mình nhân cho cái chu kỳ là 0,25 và chúng ta sẽ chia cho 3. Các bạn sẽ ra được một cái đáp số của cái dòng điện áp hiệu dụng ở bên sơ cấp sẽ là 215 mA hoặc là 0,215 ampere. Coi như chúng ta đã hoàn tất một cái bài toán tính toán cho những cái dòng điện xung ở bên dây sơ cấp. Từ những cái thông số này các bạn có thể chọn cho mình một cái con phép để mà thích hợp với cái nguồn của mình và chúng ta tính được những cái dòng điện, tìm những cái sợi dây điện như thế nào cho cái biến áp xung của mình ứng với lại cái dòng AMS này. Đây là một cái thông số rất là quan trọng. Bây giờ thì mình sẽ vào trên một cái bài thứ nhì, tức có nghĩa là mình sẽ tìm cái thông số ở bên mình sẽ tìm cái thông số ở bên thứ cấp. Thì cũng tương tự như những cái bài mà chúng ta làm hồi nãy, tuy nhiên chúng ta sẽ đi qua một cái được gọi là cái tỷ lệ mà chúng ta đã chuyển qua cái biến áp xung của nó. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái phần thứ nhì, chúng ta gọi là cái phần thứ cấp. Chúng ta gọi là thứ cấp. Bây giờ chúng ta sẽ tính toán cái dòng ở bên thứ cấp. Hai nữa là trong tiếng Anh thì người ta họ gọi là secondary. Bây giờ trước khi mình qua bên đó thì mình sẽ quay trở lại cái bài đó để các bạn sẽ thấy cái dòng điện ở bên các bạn thấy đây là cái dòng điện của nó ở bên thứ cấp. Nó cũng có một cái dạng hình thang xung và nó sẽ đi như thế này và nó có cái dòng điện áp đỉnh là lên tới khoảng 5 5 phẩy mấy ampere và cái dòng điện áp trung bình của nó là ở đây mình đoán đoán nó khoảng gần 3 ampere, 2 phẩy mấy ampere. Ở đây mình chỉ đoán sơ thôi, chút nữa mình sẽ đi vào cái chi tiết các bạn sẽ thấy rõ hơn.
Bây giờ mình quay trở lại cái công thức tính toán của mình nha. Thì bây giờ các bạn đã biết á, là cái dòng điện áp ra của mình á, cái nguồn tải của mình nó có phải là 2 A mà ở bên cái nguồn xung flyback á, nó cái hoạt động của nó ở bên thứ cấp á, nó ngược lại với cái hoạt động ở bên sơ cấp, tức nghĩa là cái chu kỳ của nó là 1 - D. Như vậy thì cái 1 - D của mình á, các bạn sẽ ra là 0,75, vì cái chu kỳ của nó chạy trong cái dạng lúc mà con Fed nó tắt đi, do đó chu kỳ của nó sẽ nghịch lại là 0,75 chứ không phải là 0,25. Như vậy trước hết á, là chúng ta sẽ đi tìm cái dòng cũng tương ứng giống như bên kia, chúng ta gọi là cái dòng điện áp đỉnh mà trung bình đó, là I peak average. Thì các bạn sẽ lấy cái dòng điện IDC mà I load của mình đó, cái nguồn tải của mình đó, và chúng ta sẽ chia cho 1 - D. Như vậy ở đây chúng ta có thể sẽ ra là 2 A, và chúng ta chia cho 1 trừ cho 0,25. Như vậy chúng ta sẽ ra được một cái con số là khoảng 2,667 ampere. Đó là cái dòng điện áp trung bình mà hồi nãy mình có thấy, mình đã phỏng đoán nó khoảng 2 phẩy mấy ampere cho các bạn thấy đó. Đây để mình vẽ vào chi tiết hơn thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây là ở bên cái dòng điện đi ngang qua con diode ở bên thứ cấp của mình. Thì cái dòng điện áp đỉnh trung bình đó, ở đây các bạn thấy đỉnh chính là cái hình này. Và sau đó chúng ta sẽ đi tìm ra được cái độ gần dòng. Chúng ta sẽ tìm ra được cái độ gần dòng ở bên đây. Chúng ta gọi là cái dòng gần là delta I, nhưng mà là ở bên thứ cấp thì đúng hơn. Và cái cách tìm cái con delta I này cũng rất là dễ. Các bạn nhớ hồi nãy ở bên sơ cấp đó, chúng ta có một cái độ gần dòng á, là 0,55 555 ampere. Và các bạn nhớ hồi nãy mình có nói một cái tỷ lệ là 1/8 đối với cái số vòng dây quấn. Bây giờ các bạn chỉ cần làm một cái bài toán ngược lại, là các bạn đối với dòng các bạn nhân lên 8 lần. Như vậy chúng ta sẽ nhân lên 8 lần và chúng ta sẽ ra được cái độ gần dòng ở bên thứ cấp sẽ là 4,44 ampere. Về đây mình viết lại cái thông số đó cho các bạn thấy nha. Chúng ta sẽ lấy cái delta I ở bên sơ cấp, chúng ta nhân cho n, nhân cho cái 1 trên n. Các bạn nhớ hồi nãy là 1 chia cho 0,125, đó là cái số dòng dây quấn của mình. Như vậy thì dòng mình làm bài toán ngược lại là mình lấy 0,555 mình nhân cho 1/, là ra mình sẽ là 8 lần. Như vậy mình sẽ ra được cái thông số là 4,44 ampere. Một chút nữa mình sẽ đo những cái trong cái bài mô phỏng thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ tìm ra được cái dòng điện áp đỉnh, ở đây chính là cái điện áp đỉnh của nó. Chúng ta sẽ lấy ở đây là chúng ta sẽ lấy là dòng điện áp đỉnh, thì các bạn sẽ thấy là mình viết trên này cho nó dễ hơn. Ở bên dây thứ cấp thì chúng ta sẽ lấy, có phải các bạn thấy là mình sẽ lấy cái dòng điện áp trung bình của mình ở đây không, là cái dòng điện là 2,667 ampere, các bạn cộng với lại cái độ gần dòng là 4,44 ampere và chúng ta chia cho 2. Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ ra được một cái con số, cái dòng điện áp đỉnh sẽ lên tới khoảng 4,95 A. Hồi nãy các bạn thấy bên cái đáp số hồi nãy, bên cái thông số của mình ra khoảng 5,1 gì đó, mà mình ra ở đây là khoảng gần 5 A. Như vậy cũng rất là giống đối với những gì mà chúng ta tính toán. Và cuối cùng là các bạn cần phải làm cái bài toán này, là cái bài toán tương đối khó nhất, đó là chúng ta tìm cái dòng điện áp được gọi là dòng điện áp trung bình của chúng ta ở bình thứ cấp, là coi như là chúng ta kết thúc hết. Nó sẽ ra là căn của, thứ nhất là chúng ta sẽ lấy 3 lần, chúng ta nhân cho cái điện áp trung bình của chúng ta. Cái điện áp trung bình của mình ở đây là 2,667 ampere.
cái bảng bình phương nó lên và chúng ta cộng với lại cái dòng điện áp mà trung mà gọi là gợn dòng đó, các bạn nhớ chia cho 2, 4,44 chúng ta chia cho 2 và cuối cùng chúng ta bình phương cái này lên. Sau đó chúng ta nhân cho 1, chúng ta nhân cho 1 trừ cho cái chu kỳ mở ở bên con phép của mình, thì hồi nãy mình có nói ở đây đó là các bạn chia cho 3 giống y như cái công phương trình bên nãy, nhưng mà chúng ta lật ngược trở lại là chúng ta không dùng nhân cho d mà chúng ta lại là 1 trừ d. Và sau khi các bạn làm cái bài toán này ra đó, các bạn sẽ ra được một cái đáp số của cái độ gần dòng ở bên này là 2,563 ampere. Đây là cái độ dòng điện được gọi là dòng điện hiệu dụng ở bên dây thứ cấp. Các bạn sẽ ra được 2,563 ampere. Cái dòng điện này rất là quan trọng. Các bạn sẽ dùng cái dòng điện này để tính toán coi cái số cái dây quấn mà mình muốn xài ở bên dây thứ cấp đó là khoảng bao nhiêu. Các bạn dựa trên cái dòng điện này. Cái dòng điện này rất là quan trọng. Và cái dòng điện đỉnh ở bên đây là cái dòng điện lên tới gần 5 ampere mà mình như mình tính lúc nãy đó cũng rất là quan trọng. Cái dòng điện này nó sẽ dùng để chúng ta xác định coi cái con diode của mình có chiều đường nội với cái dòng điện đó hay không. Và đây là những cái đặc tính rất là hay và rất là công dụng khi mà các bạn muốn nghiên cứu chi tiết để thiết kế ra những con diode hoặc là những con biến áp xung, lựa cho mình những cái sợi dây quấn sẽ như thế nào. Bây giờ cái phần cuối cùng thì mình quay trở lại cái dạng nguồn xung của mình. Trước hết đó thì bây giờ mình sẽ bỏ cái mình sẽ coi cái lại cái dòng điện ở bên cái con phép của mình, và mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là nó sẽ ra khoảng bao nhiêu. Thì mình cho nó lên bên trên. Trước hết đó là mình sẽ đo cái được gọi là cái dòng điện trung bình của nó để các bạn sẽ thấy trước. Là mình sẽ đo cái dòng điện trung bình của cái hình màu đỏ đó. Trước hết là mình đo cái dòng điện của các bạn đấy. Các bạn thấy ở đây mình ra 108 miliampere, mà hồi nãy cái bài toán của mình ra đó là mình đoán khoảng chừng 100 miliampere, coi như là cái phương pháp tính của mình cũng tương đối khá giống như là cái mạch mình đang xài. Và bây giờ mình muốn đo cái dòng điện áp đỉnh đó, thì các bạn thấy ở đây cái dòng điện áp đỉnh là bên trên này đây. Nó lên tới khoảng 600 mấy chục miliampere, các bạn thấy không? Và sau đó các bạn có thể đo được cái độ gợn áp dòng của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đo ở đây. Các bạn thấy mình sẽ chuyển những cái thông số này lên đây. Các bạn thấy hồi nãy mình nói cái thông số nó khoảng 555. Ở đây mình đo được 543 miliampere, coi như cũng khá chính xác so với những gì mà chúng ta làm. Đó là cái mà các bạn đo thấy những cái bên đó. Bây giờ mình sẽ đo cái dòng điện áp được gọi là dòng điện áp hiệu dụng, là dòng điện áp RMS. Thì mình quay trở lại cái phương pháp đo. Và thay vì mình đo cái dòng điện áp trung bình, mình đo cái dòng điện áp hiệu dụng của nó. Các bạn thấy ở đây nó ra một thông số là 225 miliampere, cũng gần như giống như là chúng ta đã tính toán trong cái bài thông số hồi nãy, rất là giống như là chúng ta tính. Đó là những cái điểm mà mình đã chứng minh cho các bạn thấy. Bây giờ mình đi qua cái bài thứ nhì, phần cuối cùng ở đây là chúng ta coi cái dòng điện đi ngang qua cái con, thay chúng ta coi mà chúng ta coi qua cái con D1, tức có nghĩa là cái con anode này, cái dòng điện nó phải như thế nào. Chúng ta sẽ đo cái dòng điện AMS nó. Thì các bạn thấy ở đây mình ra khoảng 2,57 ampere, đó là cái dòng điện AMS của nó. Hồi nãy mình trong cái bài toán của mình ra khoảng 2,563 ampere, cũng rất là giống. Và cái dòng điện áp đỉnh của nó hồi nãy mình nói các bạn á, là cái đáp số của mình ra đó là khoảng 4,9 ampere. Ở đây thì nó ra hơi chệch đi một chút xíu, để mình coi nó khoảng bao nhiêu. Các bạn thấy nếu mà mình đưa cái cursor mà nó lên đây đó, các bạn thấy mình ra khoảng 5,1 ampere, thì nó hơi chệch với cái đáp số mình cũng một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên nó rất là giống,
và cái độ gần dòng của nó, ở đây các bạn cũng có thể đo được cái độ gần dòng luôn của nó. Đây là cái độ gần dòng của cái dòng điện ở bên thứ cấp, nó ra khoảng 4,50 mấy ampere. Đến đây là chấm dứt cho một cái bài giải thích cho các bạn, và mình hướng dẫn cho các bạn cái cách tính của một cái mạch nguồn xung flyback, tính tất cả cái dòng ở bên sơ cấp cũng như bên thứ cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mình sẽ gặp lại trong một cái clip sau.